Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có 1500RE, model cuối cùng trong series 1500 mà Bách đã giới thiệu tới các anh khá là nhiều lần. Con này Bách đấu giá về tới Việt Nam với tình trạng còn rất là mới luôn nha. Chúng ta sẽ có đầy đủ những phụ kiện zin đi kèm và giá bán hiện tại của nó sẽ là 15,5 triệu, có phần giảm hơn so với trước. Con này thì chúng ta sẽ có một cái dây nguồn zin này, một cái remote, và remote zin của nó sẽ là RC1186 như các anh đang thấy ở đây, được làm bằng nhựa màu đen nha, chứ không phải là màu bài nha các anh. Mình cũng sẽ có một cái bộ vít vặn nắp lưng còn rất là mới này. Bác sẽ quay luôn cái phần nắp lưng để các anh dễ xem hơn. Bề mặt nắp lưng của chúng ta sẽ không được ép nhựa nhám chống trầy nha. Cái bề mặt này là bề mặt sơn và tình trạng của nó còn rất là đẹp, hoàn toàn không có những cái vết trầy xước nào hiện diện ở đây cả. Tương tự thì ở bên này cũng vậy các anh. Quan trọng nhất vẫn là gương mặt. Bác quay gần và thật chậm để các anh dễ đánh giá ha. Chúng ta có một gương mặt rất là hoàn hảo, không có bất kỳ một cái điểm trừ nào cả, gần như là 10 trên 10 hả các anh. Chúng ta sẽ có một ít bụi bám ở trên này thôi, tại vì máy về và thấy khá là đẹp cho nên là Bách không có can thiệp hay là lau chùi gì cả. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có khoang nội thất với phần khung xương còn rất là trắng nè, hoàn toàn không có cái dấu hiệu bị lão hóa gì ở đây cả. Chúng ta sẽ có hai cái tâm phô cấp nguồn ở đây, và bên trên thì mình sẽ có một ít bụi nguyên bản. Cái này là bụi tơ mịn đặc trưng của những cái sản phẩm ở bên Nhật về, chưa sử dụng ở Việt Nam các anh. Và Bách cũng chưa có vệ sinh hay lau chùi gì. Một lớp bụi rất là mịn ha. Phần khung xương còn rất là mới này. Ở trên những cái mẫu âm ly này thì những cái phím đồng tản nhiệt á, nó rất dễ để chúng ta đánh giá được độ mới của máy. Thông thường những con máy đã sử dụng ở Việt Nam hay là sử dụng ở nước ngoài nhưng mà với cường độ quá cao á, thì nó sẽ bị đổi màu những cái này đi. Ở đây là tủ cấp nguồn này, và khi quan sát nghiêng các anh sẽ thấy tủ rất là phẳng ha. Hai bên thì chúng ta sẽ có hai cái phần bo hết đại công suất, và mình cũng sẽ có hai cái phím đồng tản nhiệt được đính ở bên trên. Tổng thể đây là một cái khoang nội thất còn rất là sáng màu và cực kỳ ít bụi luôn, cho nên là chúng ta sẽ không cần phải vệ sinh hay là can thiệp gì thêm cả. Đây là bo tiếp nhận tín hiệu đầu vào, tất cả những chi tiết hiện diện ở đây đều rất là hoàn hảo ha, không có gì để chúng ta phải chê trách cả. Sản phẩm lần này của chúng ta sẽ có series là 05721, được sản xuất vào năm 2016, đời rất là cao ha các anh. Và đương nhiên 100% những con máy này đều được Điền Đông sản xuất lắp ráp tại Nhật hết, chứ không có gia công ở Trung Quốc. Chúng ta sẽ có góc cạnh thân máy còn rất là cứng nè, bề mặt sơn đẹp và đều màu, đặc biệt là những cái vị trí được mạ vàng. Các anh có thể dễ dàng quan sát thấy ha, cái lớp mạ vàng của nó hoàn toàn không có dấu hiệu đổi màu, kể cả trên lẫn dưới nè. Khi mà xoay một vòng thì các anh sẽ thấy cái lớp mạ vàng của nó rất là đều. Tương tự thì những cái giắc cắm AV cũng vậy. Chúng ta vẫn sẽ có cổng RE-out để lấy tín hiệu ra và một cái cổng power amply direct. Những tính năng này thì trong cái video trước Bách đã chia sẻ rất là kỹ rồi. Và dòng này thì với hai cái tính năng này chúng ta khai thác được rất là nhiều mục đích khác nhau ha. Con này sẽ có công suất tiêu thụ điện là 295W, cao nhất trong dòng 1500, và vẫn là hàng sử dụng điện 100V nha. Con này là sản xuất và sử dụng nội địa. Tình trạng máy của mình còn rất là mới. Sản phẩm 1500RE với tình trạng như các anh vừa quan sát, chúng ta sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện zin đi kèm như dây nguồn và remote. Hiện tại thì giá bán của nó sẽ là 15.500.000, mức giá không bao gồm tiền phí vận chuyển nha các anh. Cam kết yếu tố nguyên bản là tuyệt đối và bảo hành trong vòng 6 tháng để các anh có thể yên tâm sử dụng. Những cái thông số kỹ thuật liên quan Bách có để rất là chi tiết ở dưới phần mô tả, nếu cần thì các anh có thể tham khảo ở phía dưới. Và những cái ưu nhược điểm của các cái dòng máy 1500, 2000 hoặc là S10 của Điền Ông á, thì về ưu nhược điểm của nó trong cái video trước Bách đã có chia sẻ rất là kỹ. Nếu thắc mắc thì các anh có thể tìm xem lại những cái video đó ha. Rồi, xin cảm ơn, hẹn gặp lại và chúc các anh có những trải nghiệm tuyệt vời với những cái thiết bị đồ chơi âm thanh của mình.